Bình Trọng tên đầy đủ là Trần Bình Trọng, sinh năm 1973, là một diễn viên của điện ảnh Việt Nam. Anh được phong là vua vai phụ khi xuất hiện nhiều trên các bộ phim truyền hình, phim hài, táo quân v.v. Hầu hết các vai diễn của Bình Trọng thường là những vai diễn anh nông dân quê mùa, nhí nhố, lóc cóc hay vào những vai lưu manh, những kẻ gian xảo v.v. Dù gương mặt và ngoại hình nhỏ nhắn, nhưng ở ngoài đời anh là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài việc là một diễn viên, anh còn đảm nhận khá nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, tổ chức sản xuất và là giám đốc của một hãng phim Bình Minh do anh sáng lập và điều hành. Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm nghệ thuật, tạo tiền đề cho anh trở thành một người nghệ sĩ, khi mới 5 tuổi, anh đã trở thành một diễn viên nhí. Mặc dù từ nhỏ anh đã xác định là không theo con đường nghệ thuật giống bố, tuy vậy cái nghiệp diễn như kiểu cha truyền con nối đã bám lấy anh. Khi còn là sinh viên của trường Đại học Văn hóa, anh đã xin làm chân trợ lý đạo diễn để có thêm thu nhập cho bản thân. Nhờ vào sự nhanh nhẹn, hoạt bát, anh đã được các đạo diễn và mọi người quý mến. Có những lúc do thiếu diễn viên, anh đã làm diễn viên bất đắc dĩ. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là một nghề tay trái của anh, nhưng sau khi làm thành quen, anh lại yêu nghề rồi lúc nào không biết. Tấm bằng Đại học Văn hóa của anh không sử dụng đúng, mà theo chân các đoàn làm phim. Ngay từ những ngày đầu vào nghề, anh chỉ là với những vai diễn kiểu hài kịch. Tuy vậy, nhờ những vai diễn đó mà đã tạo nên tên tuổi của Bình Trọng như bây giờ. Nhưng mày luôn luôn tỏ ra mình nguy hiểm. Đấy, có nghĩa là trên đời đấy mày cái gì cái gì mày biết, cầm kỳ thi họa, biết hết luôn. Mày bị điên à? Sao điên? Tao với mày học hết của cấp 2, biết gì cầm kỳ mới thi họa. Thế thì mới tao hiểm ra. Này nhá, đi vào nhà bọn chúng nó, mặt cũng là phải giang hoang, quân dung tươi tỉnh. Đấy, bây giờ mày... Diễn viên Bình Trọng xuề xòa đến tình toàn chân chất, anh cũng dần chết vai. Với mâu thuẫn nhân vật láo cá quê mùa, ít ai biết được rằng trong đời sống hôn nhân, sau những sóng gió đổ vỡ, Bình Trọng bây giờ lại là đại gia hẳn hoi nhờ cuộc sống viên mãn bên cô vợ sắc nước hương trời. Trần Bình Trọng là cha đẻ của hai series hài Tết ăn khách Đại gia chân đất và Làng ế vợ. Anh cũng được gọi là cái tên vua vai phụ khi xuất hiện nhắn mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình với những vai không chính nhưng nhiều người nhớ này. 5 tuổi anh đã có vai diễn trên sân khấu kịch. Bình Trọng nói anh chưa bao giờ có ý định làm diễn viên, nhưng những vai diễn cứ tìm đến anh như một cơ duyên. Hiện tại anh đã có một cuộc sống được nhiều người mơ ước, gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp từng lọt vào chung kết của Hoa hậu Việt Nam, những đứa con kháu khỉnh đáng yêu và bản thân được thỏa mãn đam mê nghệ thuật, thậm chí sống vui sống khỏe nhờ nghề. Tuy nhiên, trước khi có được bến đỗ bình yên như hiện tại, Trần Bình Trọng từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đó cũng chính là lý do tại sao anh khá e dè khi đề cập đến chuyện gia đình. Năm 2002, Bình Trọng làm trợ lý cho ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm chung kết, anh có dịp làm việc với các thí sinh lọt vào chung kết. Bẵng đi một thời gian, khi đang đi trên đường phố Hà Nội, anh bất ngờ gặp lại một cô gái trong vườn hoa đẹp năm nào của cuộc thi Hoa hậu năm xưa. Khi cô gái ấy đẹp mở lời chào hỏi cởi mở, không thể nhớ đó là ai, nhưng để vẹn cả đôi đường, anh vẫn giả vờ coi như quen biết. Nói chuyện với nhau, sau đó anh mới nhớ ra đây là thí sinh đồng hương Hải Dương với mình. Duyên số đưa đẩy thế nào, hai người nên duyên từ cuộc gặp gỡ vu vơ như vậy. Ôi trời ơi, trời đất ơi, bố mẹ ơi, tao muốn thằng Ngao này sao mẹ mày làm mặt tao như ông cụ này hả? Tao bảo là những cái thằng diễn viên này ảnh nó phải gọi mày bằng cụ thằng gì. Ôi trời ơi, mày nhìn lại mặt tao đi. À, đây rồi, đây đây, sao mày cứ hay cắn tao như nổi lố? Là thế nào? Sao mày cứ cắn tao thế? Mày chui giả ông ngay, ông cắn mày chết bây giờ. Tao đã chui. Năm 2005, lấy vợ xong, Bình Trọng gần như xây dựng lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Anh kể, ngày ấy ai thuê mướn gì anh cũng làm, từ đóng phim, tổ chức sản xuất, trợ lý đạo diễn tới casting. Có thời điểm, tôi đóng một lúc 2-3 phim, đang quay ở Thanh Hóa, chương trình gặp nhau cuối tuần gọi về lại quay. Tôi phi từ Thanh Hóa ra Hà Nội, quay xong lại trở vào Thanh Hóa ngay trong đêm cho kịp giờ. Có những lúc tôi làm việc quần quật đến 18 tiếng, nhưng cũng chính từ những tháng ngày vất vả đó, tôi có nhiều trải nghiệm hơn để có thể làm tốt công việc của bây giờ. Cuộc sống giai đoạn đầu hôn nhân khá chật vật, nhưng Bình Trọng hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đang có. Anh trải lòng khi nhiều áp lực về công việc mệt mỏi, về nhà thấy không khí gia đình đầm ấm, anh lại thấy còn sướng hơn cả đại gia. Vợ chồng từng ở nhà thuê, công việc kinh doanh băng đĩa khó khăn về thị trường trở nên bão hòa. Nhưng đôi uyên ương luôn cố gắng vun đắp để trong ấm ngoài êm. Được sự ủng hộ của vợ, Bình Trọng dần thay đổi tư duy trong cách thể hiện, sản xuất chương trình hài nhằm bắt kịp xu hướng, nghe nhìn của khán giả. Chia sẻ về vợ, anh cho biết anh lấy vợ trẻ, đôi lúc cũng có chút rắc rối. Thuở ban đầu cách cô ấy thể hiện tình yêu với chồng có phần hơi thái quá, cuồng yêu hay ghen, thôi thì đủ cả. Trước kia ở căn nhà cũ, anh thường mở cửa cho mấy ông bị đuổi chạy sang trốn. Giờ sang nhà mới, đôi lần tôi phải xin hàng xóm mở cửa cho vào. Ai đoán được trong vòng 5 giây thì thưởng 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. Bắt đầu có người đầu tiên vào xem. Bò cho hết giờ. 6, 7, 8, 9, 10. Hết giờ. Hết giờ. Thế là mình đỡ mất 5 triệu. Giới thiệu với tất cả nhà đoàn. Nhiều người nói cuộc đời của Bình Trọng là những mảng màu đối lập hoàn toàn với các vai diễn trên phim. Khán giả truyền hình quen mặt anh qua những vai diễn nông dân, xe ôm, bảo vệ, đôi khi là đâm thuê chém mướn. Nhưng ở ngoài đời, Trần Bình Trọng là một giám đốc của một hãng phim. Hỏi nam diễn viên bí quyết để lấy lòng cô vợ xưa kia là thí sinh hoa hậu, anh kể lại câu chuyện mua ô tô vì vợ. Chẳng là ngoài nghề diễn, Bình Trọng còn có thú vui săn xé cổ. Anh từng mua chiếc xe Silica đời 1974 với giá 24 triệu đồng. Sau 3 tháng, có người trả 100 triệu đồng, nhưng bạn bè vẫn sót bảo anh điên khi bỏ bao nhiêu tiền tút lại xe. Bấy giờ, vợ Bình Trọng đang đi học lái xe. Bạn bè ai cũng trêu, thế nào chẳng được chồng thừa kế cho mấy con xe cổ, vừa lái vừa sợ gãy giò. Bình Trọng lúc ấy không đủ tiền, vẫn quyết tậu cho vợ chiếc xe mới, anh tâm sự. Mọi người vẫn thường nói tôi thật thà, sống vô tư, tôi cũng chẳng có nhà lầu xe hơi để hấp dẫn, nên việc tôi lấy vợ chân dài là một sự may mắn. Nhiều khi trong cuộc sống tôi vẫn tự động viên mình là một đại gia, ấy là tôi tự động viên chứ ra đường, ai cũng bảo tôi giống lái xe của giám đốc hơn là giám đốc. Nói về vợ, diễn viên Bình Trọng dành cho bà xã những lời khen chân thật. Vợ tôi là một người biết lo lắng, tháo vát trong chuyện gia đình. Bây giờ tôi có những đứa con kháu khỉnh cũng là nhờ cô ấy. Bà xã cũng giúp tôi trong công việc của công ty. Tôi cũng không khéo ăn khéo nói nên cũng chẳng nịnh vợ được câu nào. Cô ấy hiểu tính tôi nên nhiều khi cũng bỏ qua nhiều điểm xấu của chồng.